Cho các em thì hôm nay chúng ta sẽ đi đến với cái tiết tập làm văn. Thì ở những bài trước đó, chúng ta đã được tìm hiểu về liên kết trong văn bản, bố cục cũng như là mạch lạc trong văn bản. Thì hôm nay chúng ta sẽ thực hiện các bước là tạo lập văn bản, cũng như chúng ta sẽ vận dụng những cái kiến thức ấy để chúng ta luyện tập tạo lập văn bản. Ở cái bài quá trình tạo lập văn bản và luyện tập tạo lập văn bản này thì chúng ta sẽ gộp chung trong tiết này ha. Rồi các bạn ghi bài vào tập nè. Rồi chúng ta đi cho cô cái phần một la mã các bước tạo lập văn bản. Thì khi nào chúng ta cần tạo lập văn bản, chúng ta sẽ quan sát cho cô hai cái tình huống mà cô đưa ra ở đây. Rồi, tình huống thứ nhất, bạn em ham chơi game nên bỏ bê việc học hành. Em hãy viết một bức thư khuyên nhủ bạn. Tình huống thứ hai là hôm nay là sinh nhật của em họ em ở quê. Em và em ấy rất thân nhau. Em hãy viết một tấm thiệp chúc mừng sinh nhật em ấy. Thì qua hai cái tình huống này, chúng ta thử suy nghĩ coi tại sao chúng ta cần tạo lập một cái văn bản, là ít như là cô nói cần mà viết một cái bức thư gửi cho bạn cũng như là gửi cho em. Vậy qua hai cái tình huống mà cô đưa thì chắc chắn chúng ta sẽ có cái nhu cầu tạo lập văn bản, đúng chưa nè? Thì khi nào chúng ta sẽ có nhu cầu đó? Vậy qua cái việc mà bạn chơi game thì mình sẽ thể hiện cái thái độ của mình trong cái bức thư đó, là bạn đồng tình hay không đồng tình. Thì chắc chắn là chúng ta sẽ không đồng tình về cái việc mà chơi game bỏ bê việc học rồi. Vậy lúc này mình thể hiện cái sự bức xúc, đúng nha. Hoặc là về cái đối với cái người em đi, đối với người em thân thiết của mình, thì mình sẽ có một cái tình cảm nào đó. Vậy khi mà chúng ta muốn giải bày tình cảm, khi mà có nhu cầu phát biểu ý kiến hay viết thư cho bạn bè, viết một cái bài báo nào đó, thì chúng ta tạo lập một cái văn bản. Vậy ý nghĩa của việc tạo lập văn bản thì nó sẽ mang hai ý nghĩa sau. Thứ nhất là đối với cái người nói, người viết á, thì như cô nói trước đó rồi, chúng ta sẽ trình bày sự việc sự vật và bộc lộ cái suy nghĩ tình cảm của mình. Cái thứ hai là đối với người nghe, người đọc thì hiểu được cái sự vật, cái sự việc, cái tâm tư, tình cảm của người nói, đúng như nào. Rồi phần này thì chúng ta xem thôi ha. Rồi, cô sẽ cho một cái tình huống gần nhất với chúng ta là chúng ta đã được học cái văn bản mẹ tôi nè. Thì chúng ta sẽ đóng vai mình là Enrico sau khi đọc thư của bố. Em hãy viết thư lại cho bố bày tỏ sự hối hận của mình theo các bước gợi ý. Thì ở đây cô sẽ có những cái gợi ý sau để mà chúng ta tạo lập được một cái văn bản đầy đủ chỉnh chu ha. Vậy đầu tiên chúng ta sẽ định hướng văn bản. Chúng ta sẽ xem cho cô cái phần định hướng này ha, còn cái phần ghi bài sẽ là ghi sau. Rồi. Vậy cái phần định hướng này chúng ta sẽ có bốn định hướng. Đầu tiên là đối tượng. Đối tượng chúng ta viết cho ai? Cái thứ hai là mục đích, là viết để làm gì? Và cái cần nhất sẽ là cái nội dung. Nội dung là chúng ta sẽ viết về cái gì? Cuối cùng là viết như thế nào, là cái cách thức á. Cách thức viết như thế nào. Rồi, vậy với cái tình huống mà cô mới đưa ra là mình đóng vai mình là Enrico sau khi đọc thư của bố, em hãy viết lại thư cho bố để bày tỏ sự hối hận của mình. Thì mình sẽ ráp vào bốn cái định hướng mà nãy cô đưa ha. Vậy đầu tiên là đối tượng là viết cho bố. Thứ hai, mục đích viết là mình viết để bày tỏ sự hối hận và xin lỗi mẹ. Thứ ba, nội dung viết ở đây là chúng ta sẽ viết về sự hối hận của mình, mong bố mẹ tha thứ. Cách thức là viết một bức thư. Rồi ha, phần này các bạn cũng xem thôi. Rồi, để nắm kỹ hơn thì chúng ta sẽ ghi nhận lại cho cô cái phần định hướng văn bản ha. Để tạo lập một văn bản, trước tiên phải xác định rõ bốn vấn đề: viết cho ai, viết để làm gì, viết về cái gì và viết như thế nào. Với bốn cái vấn đề này thì chúng ta lưu ý cho cô là chúng ta sẽ không thể bỏ qua vấn đề nào trong bốn vấn đề trên, vì như vậy sẽ không tạo ra được một văn bản. Các bạn nắm cho cô hai ý này.
Tiếp tục các bạn qua cho cô cái phần hai nhỏ. Chúng ta sẽ tìm ý và lập dạng ý. Có nghĩa đây là cái phần bố cục á. Vậy chúng ta sẽ quay trở lại cái tình huống hồi nãy luôn ha. Mình sẽ ráp vào để mình làm một cái dạng ý. Vậy cái dạng ý của chúng ta, chúng ta đã học trước đó rồi và chúng ta đã biết từ mà thời tiểu học rồi là chúng ta phải có cái bố cục 3 phần rõ ràng cho một cái văn bản của mình. Đó là phần mở bài, thân bài và kết bài. Vậy ở phần mở bài chúng ta sẽ nói về vấn đề gì nè? Lý do viết thư cho bố. Rồi, ở đây chúng ta đưa ý vào con rất hối hận về việc làm của mình. Ở đây mình mới tìm ý thôi nha, còn mình sẽ triển khai thành văn sau. Thân bài là mình sẽ có những ý sau nè. Con hiểu việc làm của con đã làm cho bố mẹ đau đớn và khổ tâm. Con đã hiểu về tình yêu thương, sự hy sinh lớn lao của mẹ. Con thấy xấu hổ và nhục nhã khi chà đạp lên tình yêu thương đó. Kết bài có hai ý. Chúng ta sẽ nói về cái việc là con thành khẩn xin lỗi bố mẹ và con hứa sẽ trở thành đứa con ngoan. Đây là cái dàn bài, cái bố cục rõ ràng cho cái tình huống mà cô vừa đưa ra. Rồi, về phần này thì chúng ta ghi nhận cho cô là mình sẽ tìm ý và sắp xếp ý để có một bố cục hợp lý, thể hiện đúng định hướng. Lưu ý thêm là chắc chắn chúng ta phải đảm bảo cái bố cục 3 phần mở bài, thân bài và kết bài. Khi mà chúng ta đã tìm ý, chúng ta đã sắp xếp các ý và chúng ta có cái bố cục rõ ràng rồi, thì chúng ta qua cái bước thứ 3, mình diễn đạt các ý trong bố cục thành câu văn, đoạn văn. Chúng ta quan sát cho cô sách giáo khoa trang 45 nè, ở ngay cái mục 4 nhỏ. Chỉ có dàn bài, chỉ có ý và dàn bài mà chưa viết thành văn thì đã tạo được một văn bản chưa? Hãy cho biết việc viết thành văn ấy cần đạt được những yêu cầu gì trong các yêu cầu dưới đây. Người ta đưa ra cho mình một số yêu cầu là đúng chính tả nè, đúng ngữ pháp, đúng dùng từ chính xác, sát với bố cục, có tính liên kết, có mạch lạc, kể chuyện hấp dẫn, lời văn trong sáng. Thì ở đây chúng ta xét thử ha, cái việc đúng chính tả là mình phải đảm bảo rồi từ trước đến nay. Cái thứ hai là về ngữ pháp, câu cú mình rõ ràng nè. Cái thứ ba nữa là từ ngữ của mình dùng phải thật chính xác, phù hợp trong cái câu văn đó, sát với cái bố cục. Đã khi mình tìm những cái ý gì, mình lập bố cục ra làm sao, thì cái ý của mình khi mà diễn đạt thành câu văn, đoạn văn á, chắc chắn nó phải sát với cái bố cục của mình. Cái điều thứ năm, chắc chắn chúng ta phải có tính liên kết. Tiếp tục là về mạch lạc, mình cũng đã học rồi ha. Văn bản của mình khi mà đọc vào phải cho người ta hiểu được cái ý của mình, nó phải mạch lạc rõ ràng, kể chuyện hấp dẫn. Thì nếu mà văn viết á, mình không có cái chuyện mà thường thường mình đói mình hay kể một cái điều gì đó, thì ở đây cái việc kể chuyện chúng ta cũng phải là lôi cuốn, hấp dẫn cái người đọc, người nghe. Rồi, cái lời văn của mình là chắc chắn là phải là trong sáng nè. Rồi, vậy đó là những cái yêu cầu mà khi mà chúng ta diễn đạt các ý trong bố cục thành câu văn, đoạn văn. Tiếp tục chúng ta qua cho cô phần tiếp theo. Đó là kiểm tra lại văn bản vừa tạo lập. Thì cũng giống như trong cái quá trình sản xuất thì chúng ta cũng quan sát cho cô trang 45 cái phần năm nhỏ nè. Trong sản xuất bao giờ cũng có bước là khâu công đoạn kiểm tra sản phẩm. Có thể coi văn bản là một loại sản phẩm cần được kiểm tra sau khi hoàn thành không? Nếu có thì sự kiểm tra ấy cần dựa theo những tiêu chuẩn cụ thể nào? Rồi, vậy văn bản cũng như một cái sản phẩm làm ra, thì sau khi mà chúng ta tạo lập xong thì chúng ta phải kiểm tra lại. Tự nhiên nè, vậy chúng ta sẽ kiểm tra cái việc thực hiện các bước từ bước 1 cho đến bước số 3. Đó là từ định hướng văn bản, rồi tìm ý, sắp xếp ý hợp lý, và thứ ba đó là diễn đạt các ý. Sau khi mà chúng ta kiểm tra rồi thì chúng ta đến cái bước tiếp theo là chúng ta sẽ sửa chữa cái chỗ sai và chúng ta bổ sung cái phần còn thiếu trong cái văn bản nào cũng như vậy ha. Rồi, các bạn ghi nhận cho cô những phần này. Tiếp tục các bạn mở qua cho cô trang 59, sách giáo khoa trang 59 nè. Hai la mã, mình sẽ luyện tập tạo lập văn bản. Thì đầu tiên là mình sẽ tìm hiểu cái yêu cầu của đề bài. Ở đây người ta cho mình cái đề bài là
Em cần viết một bức thư để tham gia cuộc thi viết thư do Liên minh Bưu chính quốc tế UBU tổ chức với đề tài Thư cho một người bạn để hiểu về đất nước mình. Vậy cái người bạn ở đây chắc chắn là một người bạn nước ngoài rồi mới hiểu về đất nước mình đúng chưa nè. Vậy đầu tiên mình sẽ thực hiện một số yêu cầu sau, là kiểu văn bản là mình sẽ viết thư, tạo lập văn bản thì mình sẽ tiến hành theo là bốn bước mình đã làm ở phần một La Mã rồi ha. Cái độ dài của văn bản ở đây là người ta yêu cầu là khuôn khổ trong 1.000 chữ, không phải là phải chính xác 1.000 chữ mà mình ngồi mình đếm 999 rồi đến gì 1.000 rồi 1.001 không có, thì mình xem cái dòng chữ của mình nữa ha. Rồi vậy để chúng ta hoàn thành tốt được cái bức thư này thì chúng ta qua cho cô cái phần hai nhỏ, mình sẽ xác lập các bước tạo lập văn bản. Chúng ta đi cái phần thứ nhất là mình sẽ định hướng văn bản. Vậy cái nhiệm vụ trong cái việc định hướng văn bản này là gì? Đầu tiên là chúng ta sẽ xác định đối tượng như cô nói trước đó rồi, bạn đồng trang lứa ở nước ngoài. Tại sao chúng ta phải chọn cái bạn đồng trang lứa? Đó gọi là bạn đồng trang lứa với nhau thì những cái tư duy nè, những cái suy nghĩ, cái lời nói của mình nó sẽ xem nhau được chưa? Mình có thể đồng suy nghĩ với bạn nhưng mà chúng ta chung về một cái lý tưởng, một cái ước mơ nào đó. Rồi. Cái thứ hai là mục đích viết. Thì trong cái bức thư nó đã yêu cầu rồi, cái mục đích viết của chúng ta ở đây là để bạn hiểu về đất nước Việt Nam. Nội dung viết thì chúng ta sẽ chọn trong những cái vấn đề sau, không phải là mình sẽ viết tất tần tật ha. Mình không thể nào mà trong gói gọn trong một bức thư mà mình viết tất cả về đất nước mình được, thì mình sẽ chọn những cái mà mình tâm đắc nhất. Có thể là mình sẽ chọn về truyền thống lịch sử nè, hay là chúng ta chọn về cái danh lam thắng cảnh, hoặc là phong tục tập quán, hay là các bạn chọn về cái ẩm thực, hay là một cái văn nghệ gì đó, một thuộc dạng là gì, cái vũ đạo gì đó chẳng hạn. Đó là những cái mà chúng ta có thể là chia sẻ với nhau, chúng ta có thể là đồng điệu với nhau. Rồi, nhưng mà cô thấy tốt nhất là chúng ta nên chọn trong ba cái cô vừa nêu ha. Những cái phần này các bạn ghi nhận lại cho cô nha. Rồi, tiếp tục. Chúng ta xong cái bước 1 thì chúng ta sẽ đến cái bước 2, đó là chúng ta xây dựng bố cục cho cái văn bản. Thì cái nhiệm vụ của xây dựng bố cục, chúng ta sẽ tìm ý nè, sắp xếp các ý, tạo bố cục rành mạch hợp lý, đúng định hướng ở bước 1. Được chưa? Rồi, cái bước thứ ba, diễn đạt các ý trong bố cục thành văn bản. Nhiệm vụ ở đây sẽ là viết thành câu nè, đoạn chính xác, trong sáng, có tính mạch lạc, liên kết chặt chẽ với nhau. Thì phần này ở cái bước 3, trong cái phần 1 La Mã, mình đã nói rồi ha, nó yêu cầu dùng từ câu rồi đó, đúng ngữ pháp, chính tả đó, thì chúng ta tất tần tật phải đảm bảo hết. Cuối cùng, kiểm tra văn bản. Nhiệm vụ của kiểm tra văn bản thì chúng ta thực hiện kiểm tra ở các bước 1, 2, 3 và sửa chữa sai sót, bổ sung ý còn thiếu. Rồi, chúng ta sẽ tham khảo một cái đoạn luyện viết mở bài và kết bài ha. Chào Căn Quốc mến, mình vừa đọc bức thư của bạn xong, mình nhắm mắt lại và hít thật sâu, suy nghĩ và tưởng tượng rằng đất nước của bạn thật tuyệt vời, một hoàng cung lộng lẫy, sang trọng và có những nét hoa văn thật đẹp. Và còn hòn đảo Jeju của nước cậu thì có đầy thiên nhiên, những thảm cỏ xanh mướt, êm ái. Và xứ sở Kim Chi, ngành điện ảnh cũng phong phú phát triển. Con người ở đó rất thân thiện, chắc cậu tự hào về đất nước của cậu nhỉ? Tớ cũng như cậu, cũng tự hào về đất nước của mình. Tớ kể cho cậu nghe nhé, đất nước của tớ có những danh lam thắng cảnh rất nổi tiếng. Như là ở Hà Nội thì có Hồ Gươm, mặt nước trong xanh, có những cái cây xòe rộng cánh tay để che chở cho mặt hồ. Tháp Rùa thì đó là do con người tạo ra, nhưng nó có sự hài hòa rất cao với thiên nhiên. Nói về một sự tích của nó đấy, tớ sẽ kể cho cậu nghe nha. Rồi, ở cái phần mà mở bài này, thì chúng ta sẽ thấy là ngay cái dòng chữ đỏ nè, ngay cái dòng chữ của tô đỏ nè, thì đó sẽ là cái người nhận thư.
nếu mà chúng ta không viết về một không viết cho một cái người bạn ở Hàn Quốc thì chúng ta có thể là viết cho người bạn ở Anh, Mỹ, Pháp, Canada gì đó, tùy các bạn ha. Rồi, cái phần mà màu xanh rêu ở đây thì chúng ta nói về cái liên tưởng đến đất nước bạn, để cho cái lý do viết thư của mình đó vừa vô chúng ta đưa cái lý do viết thư liền, thì nó có thể là gây nói chung là cái sự nhàm chán hoặc là chưa hay cho cái bức thư của mình, thì đầu tiên chúng ta nên khen ngợi, đó là cái việc là liên tưởng đến đất nước của bạn. Rồi sau đó thì chúng ta mới đưa vào cái lý do viết thư của mình. So với cái sự tự hào của bạn thì mình cũng tự hào về đất nước mình, và từ đó mình kể về đất nước mình cho bạn nghe. Rồi, đây là một cái mở bài tham khảo thôi ha. Các bạn có thể viết một cái mở bài khác tương đương như cái mở bài mà cô đưa lên đây. Rồi, tiếp tục chúng ta sẽ có một cái kết bài tham khảo luôn ha. Còn rất nhiều danh lam thắng cảnh nữa, mình sẽ tiếp tục kể cho bạn ở những lá thư sau. Một lần nữa, từ trái tim, mình xin gửi đến bạn tình cảm đẹp đẽ nhất. Mình hy vọng rằng một ngày nào đó bạn có dịp sang Việt Nam thăm đất nước và con người của dân tộc Việt Nam. Mình chờ thư của bạn, bạn của bạn. Rồi, vậy đây chúng ta cũng xem cho cô luôn cái phần mà chữ xanh dương. Ở đây, đó là một cái lời hứa hẹn. Được chưa nào? Bởi vì mình không thể nào mà nói hết cho bạn nghe về cái đất nước của mình qua một cái bức thư được. Thì chúng ta sẽ có một cái lời hứa hẹn nào đó. Ha. Tiếp tục. Mình hy vọng rằng, thì thường thường cái câu hy vọng này đó là một cái lời hy vọng của chúng ta. Chúng ta có thể là viết một cái lời hy vọng khác. Rồi, cái cuối cùng là lời chào tạm biệt. Không phải trong bức thư nào có chữ tạm biệt thì đó mới là lời chào tạm biệt. Ví dụ như là cuối thư mình mong cái gì đó. Rồi, mình chờ thư của bạn. Mình chúc bạn thật nhiều sức khỏe, chào bạn gì đó, thì đó cũng là một cái lời chào tạm biệt rồi, chứ không phải là có chữ tạm biệt thì đó mới là lời chào tạm biệt nha. Vậy qua cái mở bài với lại là cái kết bài này thì chúng ta sẽ có những cái mở bài và kết bài tương tự, như là cô nói chúng ta sẽ chọn về cái truyền thống lịch sử hay là danh lam thắng cảnh giống như trong đây, hoặc là cái phong tục tập quán, cái ẩm thực của đất nước chúng ta. Rồi, vậy cái yêu cầu của cô ở đây là gì nè? Các bạn ở nhà, chúng ta sẽ không cần phải viết cái phần thân bài cho cái bức thư đâu ha. Các bạn cần viết cho cô một cái mở bài và một cái kết bài cho hoàn chỉnh. Chọn bất cứ một cái chủ đề nào cũng được, chứ không phải là chỉ riêng mà một cái phần mà cô đưa ra, được chưa? Như là cô nói đó, không viết về danh lam thắng cảnh thì viết về lịch sử truyền thống hay là một cái ẩm thực, cái món ăn của đất nước chúng ta. Rồi, song song đó thì chúng ta chuẩn bị cho cô cái bài tiếng Việt đại từ. Rồi, bài học của chúng ta đến đây đã kết thúc ha. Thì chúng ta cố gắng hoàn thành bài tập cho cô. Và cô cảm ơn các em đã lắng nghe. Cô chúc các em một ngày học thật vui vẻ nè. Và chúng ta có những cái giây phút học tập thật tốt. Rồi, cô chào các em.